Xin chào quý chị em, cô dì, chú bác đã quay trở lại với kênh Ngon TV. Mình là Bảo Bảo và ngày hôm nay Bảo đang có mặt ở quận 8. Mà nhắc đến quận 8 thì Bảo nghĩ rằng những ngày gần đây thì các bạn sẽ nhớ đến ngập. Nhưng mà thật ra thì cái đường Bảo đứng ở đây thì không có ngập đâu. Và quay trở lại với vấn đề thì ngày hôm nay Bảo đang có mặt ở đường Hưng Phú, quận 8. Và Bảo sẽ giới thiệu cho các bạn một trong những quán cơm sườn đông nhất trên con đường này. Và là một trong những quán cơm sườn bán rất chạy quận 8. Hình như là bán đâu tầm 16 giờ chiều và đến tối là hết rồi. Chứ như vậy thì có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ tranh thủ đến đó để xem rằng là ở đây có gì hấp dẫn mà vào buổi chiều mọi người lại ghé để thưởng thức nhiều đến như vậy. Còn bây giờ thì let's go, đi thôi, theo Bảo. Bên trong cái như các bạn thấy là rất đông khách ở ngoài đây, thì những miếng sườn rất là to, chả cá đằng kia chiên cũng rất là to, mà còn một cái to nữa là bên kia những cái viên thịt, viên xíu mại gì đó cũng siêu to khổng lồ luôn. Bây giờ thì đi tìm chủ quán cái đã. Chị ơi, cho em hỏi thăm chị có phải chủ quán đây không? Lấy dĩa chả chiên. Dạ. Chị con có chỗ để. Dạ, là bà đúng không ạ? Vậy bây giờ em xin phép qua hỏi bà một xíu được không chị? Bà tên gì ạ? Bà mắc chiên cá rồi. Bà mắc. Bà dễ tính không? Bà dễ tính không? Dễ, nhưng mà bận chiên cá. Hỏi vài câu thôi. Hỏi vài câu, hy vọng là hỏi được. Con chào bà, con làm phiền bà một xíu được không? Cái này mình đang chiên cái gì vậy bà? Cá thác lát con. Cá thác lát. Dạ. Bà bán quán cơm này được bao nhiêu lâu rồi? Hồi nãy con hỏi chị kia thì chị nói là con của chủ quán. Năm 50 năm. Ở đây hơn 50 năm rồi. Khách đến đây là họ chủ yếu họ khen cái gì trong 50 năm qua mình bán ở đây? Bán ở đây là có tiếng năm mà đó giờ bán vậy, dạ. Bình thường như vậy à. Dạ. Ở đó giờ cũng bình thường như vậy à. Dạ cũng mà như vậy. À không ngon mà không gì hết trơn, vừa phải vậy thôi. Bà nói là không ngon không có gì hết trơn, không có ngon không có gì mà quay lại sau lưng nhìn quá trời khách. Cái này mình bán từ mấy giờ? Bán 4 giờ tới 7 giờ mấy hết rồi, 7 giờ hết rồi, 7 giờ mấy. 4 giờ chiều. 4 giờ chiều bán 3 tiếng hồ rồi con. 4 giờ chiều đến 7 giờ mấy là hết rồi. À. Dạ. Cảm ơn bà nhiều nha, chúc bà sức khỏe. Dạ, cảm ơn bà nhiều lắm. Bán rồi mấy 20 tuổi giờ có 72 tuổi rồi đó, không tính đi. Dạ. Bán là 3 năm bao nhiêu? Năm 18 20 tuổi tới giờ. Bán năm 18 20 tuổi, cái món cơm tấm mà bán tới bây giờ 70 mấy tuổi rồi. Dạ. Đó bán có năm cắt dĩa anh đồng dĩa đó tính đi, không cắt anh đồng đó, còn cái đi. Cái thời mà còn năm đồng dĩa, còn bây giờ là khoảng trung bình bao nhiêu một dĩa? 32.000 là trung giá trung bình. Dạ. Bà tên gì vậy bà? Tên Ba Há, quán Ba Há đó. Dạ, quán thì mình tự làm luôn hay sao bà? Tự làm, mua về nhà là tự làm nha. Dạ. Chứ mà lỡ mà ai mà đặt hàng nhiều quá gì ba không có làm là không có nổi, tại có nhiêu sức làm hết. Dạ. À, hôm nay làm ở nhà má dùng thủ công làm chứ đâu có máy móc gì. Nè, cũng là máy nói là đủ bán công sức hàng ngày bao nhiêu là chỉ bao nhiêu vậy thôi chứ không có làm thêm. Không. Dạ. Rồi riêng con thấy ở đây không, ngoài chả cá thì còn có sườn nè, ở đây cũng rất là nhiều đồ ăn hấp dẫn nữa, thì mình chuẩn bị tự chuẩn bị hết luôn hay sao bà? Tự chuẩn bị hết con. Dạ, cái đó là sáng mình đi chợ mình lấy hay là sao ạ? Sáng họ đem đồ bỏ mối sẵn cái gì làm xong. Dạ. Làm xong cái vô tủ lạnh hết trơn, 1 giờ á. Dạ. Bán là đem dọn ra bán, làm đóng lại là bán thôi. Dạ, là coi như là cái đây là mình đây chuẩn bị. Ăn liền luôn á. Dạ. Đây mình ăn liền luôn. Nhưng mà vậy nó sẽ tươi nó ngon. À. Dạ, cảm ơn bà rất là nhiều ạ. À. Dạ. Con, chú chào con, chú nổi tiếng lắm á, con biết chú không? Lục nè, bấm nè, ta vô đây ta bấm Ngon TV nè, nó ra chú nhiều lắm nè, 100,000+ người đăng ký, thấy không? Thấy chú đây không? Thấy không? Quá trời người coi đúng không? Nhưng mà cái quan trọng chú hỏi nè, con ăn cơm ở đây thường xuyên không? Hay ăn ở đây không? Hai lần hả? Con thấy cơm ở đây sao, ngon không? Dạ, ngon. Ngon hả? Con nãy giờ con ăn cái gì, món gì rồi? Con sườn với sườn. Lại chả chả cá, em thấy sườn chả cá là sao? Ngon hơn nhà mẹ làm không? Ngon hơn nhà mẹ làm không? Không. Được, cái này được nè, cái này về mẹ còn nấu cơm cho ăn được. Nhưng mà ở đây mai mốt con có muốn quay lại đây ăn nữa không? Muốn hả? Rồi, hôm nay ai dẫn con đi ăn cơm đây? Đây là ai? Bên cạnh là ai của con? Ông nội con. Ông nội hả? Rồi bây giờ xin phép hỏi ông nội vài câu đi. À. Rồi con chào. Vô với nội nè. Rồi, ngồi xuống vô với nội luôn. Rồi, con chào chú ạ. À. Chú hay ăn cơm ở đây không? Ăn ở đây thường xuyên. Thường xuyên. Bao nhiêu năm rồi? Con nghe nói quán này mở cũng lâu rồi đó. Cách đây khoảng chừng 50 mét à. Dạ. Cho nên là ăn thường xuyên. Nhưng mà ở đây cái quán này thì bán đúng vào cái giờ cơm chiều, nhưng mà con thấy ở đây rất là đông luôn. Lý do vì sao mà riêng chú đi, lý do vì sao mà chú hay ghé đây thường xuyên như vậy? Thứ nhất là cái khẩu vị ở đây, quán cơm của dì Há là sống từ nhỏ ở đây, cũng biết dì Há ở đây, và quán cơm của dì là rất là đông khách.
Thì cái món sườn là món đặc biệt ở đây, chả cá, hai cái món mà thường là dân Sài Gòn thích ghé đây ăn những cái món đặc sản của quán cơm Dị Hán. Nhưng mà con thấy rằng là ở Sài Gòn mà thì cơm sườn thì cũng nhiều dữ lắm. Nhưng mà để cái quán này đông thì chú thấy là cái sườn ở đây như thế nào? Thì rất nhiều quán cơm sườn, cơm tấm, cơm tấm sườn Ba Ghiền. Rất là nhiều nơi cơm sườn, nhưng mà riêng cái hương vị sườn nướng ở đây á, nó có một cái vị đặc trưng đặc biệt, làm cho cái khẩu vị ăn của khách ăn vào thì nó làm cho khách thèm. Cho nên là đó, chấm đổi để trả lời ăn là ghiền rồi. Nhưng mà về giá cả thì chú thấy như thế nào ạ? Giá cả ở đây thì rất là mềm so với những chỗ khác. Ví dụ như cơm tấm Ba Ghiền là một dĩa cao hơn ở đây rất là nhiều. Cảm ơn chú rất là nhiều và cảm ơn hai ông cháu rất là nhiều nha. Rồi, bye bye con. Bye bye. Yeah. Ok. Ok, và Bảo đã gọi một cái đĩa cơm, một trong những cái phần cơm mà phải nói là nhiều nhất khi mà có thể các bạn có thể gọi được. Khi mà đến đây gồm có đây, cho các bạn xem cái đĩa cơm của Bảo. Một cái đĩa cơm mà phải nói rằng là không thấy cơm đâu cả. Đố các bạn thấy cơm, đúng không ạ? Đây, bên này, đó. Bên này, đó. Không thấy cơm luôn, ghê chưa? Ở đây thì là cái phần chả nè. Ở đây thì là cái phần, cái này là xíu mại. Ông bà không biết là có phải là xíu mại hay không, nhưng mà có cái phần trứng muối ở giữa nè. Một xíu sẽ ăn thử. Đây là cái miếng chả cá. Rồi đây thì sẽ là miếng sườn. Rồi đây thì sẽ là bì. Bên này thì một xíu đồ chua, dưa leo. Và cái đặc biệt nữa là cái phần dưa leo ở đây thì bình thường dưa leo ở những cái quán cơm tấm ở Sài Gòn thì sẽ được sắc miếng hoặc là bào sợi. Bà nghĩ này là sắc. Bà đã gọi thêm một cái phần canh khổ qua nửa trái. Bây giờ thì sẽ cho nước mắm vào cái phần ô lọc, cho cái phần ớt vào cái phần nước mắm này. Rồi, mà bình thường á, khi mà bỏ ăn cơm tấm thì bỏ thích là cho ớt và nước mắm, rồi xong thì mình chan lên trên cái phần cơm tấm này luôn. Nước mắm thấm vào trong hạt cơm mà cũng như là thấm vào trong những cái món ăn ở trên cái phần cơm tấm này. Mình ăn cái bên này trước, ở đây có bì. Wow. Wow. Rồi, cái đĩa cơm này có giá bao nhiêu tiền vậy chị? Bọn nghĩ là nó phải hơn 50 ngàn, chắc chắn là sẽ phải hơn 50 ngàn. Tại vì rất là nhiều những món ăn ở trong này. Cho em hỏi thăm, cái đĩa này bình thường là giá bao nhiêu? Tất cả những món này luôn. What? Hết cái này luôn. Họ hỏi chị ấy xem là bao nhiêu. 3-4 ngàn là xỉu á. Cái này là chắc chắn là phải hơn 3-4 ngàn rồi. Rất là nhiều luôn. Chị, nếu mà các bạn đang xem cái này mà đến đây mà gọi một cái đĩa này thì có giá là bao nhiêu? Với tất cả những món ở đây. Thập cẩm này luôn. À, để chị tính nè. Rồi 85, 80, 95 ngàn. Damn! 95 ngàn. Để coi sườn nhỏ, sườn lớn. À. Miệng lớn luôn. Miệng lớn. 95 ngàn. Thế mà nếu sườn nhỏ thì là bao nhiêu chị? Dạ, chắc chắn. Em đang hoang mang lắm nè. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Bữa hổm là cái burger 90 mấy ngàn. Rồi cái burger mà chắc chắn là cũng chẳng ai mà có thể khùng mình giống như Bảo mà đi đến đó mà gọi một cái burger kiểu đó. Rồi ngày hôm nay là một cái đĩa cơm như thế này. Nếu như mà các bạn muốn gọi một cái đĩa như thế này thì chắc chắn là phải hai người ăn và các bạn phải gọi cơm thêm thì mới có ăn hết những cái phần đồ ăn này. Nhưng mà thôi, bây giờ mình ráng mình ăn thử xem có hết được cái này hay không. Đặc biệt nữa là mình xem hương vị của những cái món ăn ở đây như thế nào mà vào buổi chiều lại đông đến như vậy. Cơm ha, và bì. Cái phần bì rất là thơm. Nước mắm cũng ngon nữa. Nước mắm không biểu kiểu mà quá ngọt. Một vài nơi thì cái phần cơm sườn này thì cái phần nước mắm đặc biệt ở dưới miền Tây Bảo thì cái phần nước mắm nó sẽ khá là sánh và nó ngọt. Ở đây thì nó vừa thôi. Đây, cắn thử cái miếng này. Đây là một cái miếng rất là to ở bên ngoài. Lúc này bao cứ tưởng là nếu một phần thì sẽ hết một cái miếng đó, nhưng mà thật sự là miếng nó rất là to. Chính vì vậy thì người ta đã cắt ra rồi. Cái này là 1/4, hình như là 1/4. Ngon, đây là cái phần trứng muối. Cái bên ngoài là cái phần thịt mềm với một xíu mại vậy đó. Rất là mềm.
phần thịt béo thơm, cái mặn mặn béo của cái phần trứng muối ở giữa nữa, ngon à. Đặc biệt chan xíu nước mắm lên nữa, rất là bắt cơm luôn. Trời, cái kiểu mà bây giờ ngồi đây ăn cơm tấm nhưng mà các bạn không quan tâm đến cơm đâu, các bạn chỉ quan tâm đến đồ ăn thôi. Đây, một cái miếng chả cá đây. Cái phần chả cá này không có bị tanh, bởi vì vừa được chiên ngoài kia luôn. Chứ như vậy thì cái phần chả cá này sẽ không có bị nguội. Phải nói rằng ở đây là hầu như cái gì cũng to, miếng chả này cũng to nữa. Và hình như là Bảo nhớ ra có một cái lần Bảo đã ăn một cái món có trứng muối ở một quán cơm sườn luôn ở quận 5. Nhưng mà thường ở quận 5 thì Bảo thấy rằng là cái phần trứng muối người ta sẽ cho chung vào cái phần chả này nè, cái phần chả hấp này, rồi có một cái trứng muối kiểu giống như mà các bạn nhìn nó xa xa giống như cái bông lan trứng muối vậy, nó giống như vậy đấy. Thì người ta cho cái phần trứng muối vào phần chả này, còn ở đây thì cái phần trứng muối sẽ nằm ở giữa một cái viên giống như viên xíu mại vậy. Còn đây là một cái miếng chả, thôi cho các bạn xem luôn cái độ dày của miếng chả này. Sẽ giơ ngón tay lên cho các bạn xem là nó khoảng bao nhiêu cái ngón tay của Bảo. Nó khoảng một đốt tay hả? Gần một đốt tay, nếu bạn nào tay nhỏ thì cái miếng chả này nó dày gần một đốt tay các bạn. Cái phần chả rất là béo, vừa miệng, ngon. Và bây giờ nhân vật chính của chúng ta, miếng sườn siêu to khổng lồ. Bảo nghĩ rằng là miếng sườn này thì cũng không gọi là quá khủng. Bảo thấy rằng là có nhiều quán bán một cái miếng sườn to hơn như thế này nữa. Nhưng mà Bảo nghĩ rằng là với sức một người ăn một cái đĩa cơm sườn, tại vì bình thường á thì mình ăn cơm sườn mình sẽ thôi gọi thêm một vài món nữa, thì cái miếng sườn này nó đã khá là to rồi. 10 miếng thịt bự gần mặn cái mặt tôi luôn, cứ tưởng tượng như vậy được. Có một vài nơi thì sườn nó sẽ không đập, ở đây thì Bảo nghĩ là cái phần sườn này nó được đập ra để cho cái phần thịt nó mềm rồi. Nhưng mà từ nãy giờ có rất là nhiều món ngon trong đĩa, nhưng Bảo nghĩ rằng là cái miếng sườn là cái món ngon nhất trong tất cả những món nãy giờ Bảo ăn ở đây. Cái miếng sườn rất là mềm, thấm gia vị và được nướng thơm nữa, và cũng không quá khét. Thì Bảo thấy rằng một vài nơi gì nướng sườn hay để bị miếng sườn nó khét á thì cũng hơi căng ấy, nhưng mà ở đây thì vừa thôi, rất là vàng và đặc biệt là rất thấm gia vị và thơm. Thịt mềm nữa, thịt cắn rất là dễ luôn. Còn cái gia vị ướp thì Bảo nghĩ rằng là vẫn rất là quen thuộc của một cái miếng sườn ở Sài Gòn. Nó sẽ có cái vị hơi ngọt ngọt một xíu đặc trưng. Phần nước mắm thì ít hơn nhưng mà cái phần sườn này thì sẽ hơi ngọt một xíu. Nhưng mà Bảo thấy là với một cái đĩa cơm tấm ở Sài Gòn thì như vậy là vừa. Và đối với Bảo là Bảo thấy nó ngon ấy. Còn một cái điểm rất là thú vị ở trong quán nữa, đó là cái cách sắp xếp bàn ghế. Tại vì ở những cái quán cơm tấm ở Sài Gòn thì không có kiểu sắp xếp bàn ghế như này. Khi mà các bạn đi vào đây thì có lẽ là các bạn sẽ có cái cảm giác là các bạn vào một cái quán hủ tiếu, một cái quán điểm sắm gì đó ở quận 5 nhiều hơn. Còn về giờ bán thì lúc nãy như bà ở đây chắc Bảo sẽ xin phép gọi là bà Há, thì từ 4 giờ chiều cho tới khoảng 7 giờ tối thôi, hơn 3 tiếng một xíu. Như lúc nãy thì bà Há là chủ quán ở đây. Bà nói là bà bán từ năm gần 20 tuổi, 18-20 tuổi gì đấy, mà tới bây giờ bà đã 72 tuổi rồi. Phải nói là cái tuổi đời của cái quán này gần gấp đôi Bảo luôn, hơn gấp đôi Bảo luôn rồi. Đủ để thấy rằng là về chất lượng những món ở 50 năm. Năm nay Bảo mới 20 tuổi à? 20 là chỉ có 4 năm, 20 x 2 là mới có 40 thôi. Ở đây là 50 là hơn gấp đôi Bảo rồi đó. Và có thể thấy rằng là với gần 50 năm với một cái quán cơm ở Sài Gòn thì phải nói rằng là thời điểm này vẫn đông khách như vậy, đủ để thấy là chất lượng ở đây rất là ngon. Và bây giờ bán có thấy rằng là cũng rất là chất nữa. Chỉ bán từ 16 giờ đến hơn 19 giờ là hết rồi. Đó là khoảng 3 tiếng thôi các bạn. Một quán cơm mà 3 tiếng là hết. Và đặc biệt là đây là một cái giờ cơm chiều nữa, nên là hầu như nếu mà ai ăn cái giờ này thì sẽ chắc chắn là sẽ không ăn cơm chiều ở nhà rồi. Như vậy thì Bảo nghĩ rằng đó là một cái điều cũng rất là đặc biệt, chứng tỏ cái sức hút của quán cơm Ba Há ở đường Hưng Phú, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là tất cả những gì về quán cơm tấm thú vị ngày hôm nay. Còn bây giờ thì có lẽ là xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của chương trình 360 độ ngon. Bye bye.